Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi đã tổng hợp trong tiểu mục điểm báo. Còn bây giờ sẽ là thời lượng chúng tôi mời quý vị đến với tiểu mục Cà phê Hotline, nơi mà chúng tôi sẽ cập nhật chính những thông tin được quý vị khán giả phản hồi về cho chúng tôi. Và thưa quý vị, ban biên tập của chương trình ban kênh VTC9 cũng đã nhận được những thông tin của các khán giả sinh sống tại Vĩnh Phúc đã phản ánh về việc điểm tập kết rác trên địa bàn của huyện Tam Dương đã gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong thời gian vừa qua. Theo phản ánh, thời gian qua, bãi rác tại khu vực tuyến đường xuống đầm Cây Thông thuộc thôn Đồng Lực, xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc thường xuyên xuất hiện tình trạng đốt rác gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân trong khu vực. Bãi rác được chính quyền chức năng xã Hoàng Lâu chuyển về địa điểm trên đã từ 10 năm qua. Theo những người dân, thì bãi rác nằm ngay trên đường đi, gần khu dân cư sinh sống, luôn bốc mùi xú uế. Hơn nữa, tình trạng đốt rác trộm khiến cho khói đen bốc lên cuồn cuộn, người dân luôn phải chịu mùi khét và khó chịu dẫn đến nôn nao. Lo lắng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, người dân mong muốn cơ quan chức năng địa phương cần có những biện pháp xử lý việc đốt rác trên theo đúng quy định. Ngoài ra, khán giả cũng đề nghị đơn vị vệ sinh môi trường huyện Tam Dương, xã Hoàng Lâu cần thực hiện đúng quy trình thu gom và tập kết rác thải sinh hoạt, đồng thời sớm có những phương án để di dời bãi rác đến địa điểm cách xa khu dân cư.